Xin cảm ơn thông điệp của vũ trụ đã gửi vào trong trái bài. Không liên lạc, người ấy thực sự cảm thấy thế nào về kết nối này và họ đang suy nghĩ gì? Vì đây là video chọn tụ bài. Sau đây mình sẽ có hai tụ bài các bạn chọn ha. Đầu tiên sẽ là tụ vỏ sò màu hồng, kế tiếp là hình ngôi sao pha lê. Và sau đây mình sẽ đếm từ 6 tới 1. Các bạn chọn tụ bài phù hợp với năng lượng của mình. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vì đây là trải bài chung, hy vọng các bạn sẽ tiếp cận trải bài một cách tích cực nhất. Và mình chỉ nói những điều cần nói, chứ không phải nói những điều bạn muốn nghe. Hy vọng các bạn tiếp nhận thông điệp phù hợp với năng lượng của mình nhất. Sau đây mình xin trải bài. Xin kết nối năng lượng với các bạn đã chọn ngôi sao pha lê. Và trong trái bài các bạn có lá bài 3 tiền, 3 of Pentacles. Kế tiếp nữa là các bạn có lá bài 4 of Cups, 4 ly. Và lá bài cuối cùng nữa là các bạn sẽ có lá bài The Sun, ánh mặt trời. Lá bài đầu tiên là cái điều mà họ đến với bạn là vì điều gì? Thì các bạn có lá bài 3 tiền. Bởi vì họ nhìn thấy bạn được một người rất là tích cực. Bạn làm việc rất chăm chỉ, quyết tâm và cống hiến. Bất cứ cái điều gì bạn làm ở hiện tại, bạn có khả năng là cống hiến hết 100% sức lực của mình luôn. Và bạn có một giá trị nền tảng rất là cao, bởi vì bạn có kiến thức, có tư duy và có một nền tảng gia đình rất là ổn định. Bạn làm việc chăm chỉ để bạn có thể vượt qua các thử thách. Bạn bỏ ra cái nỗ lực bạn rất là nhiều để đạt được thành công, chứ không phải bạn dựa vào bất kỳ yếu tố nào như gia đình hay tiền bạc. Tất cả những cái gì bạn là muốn phối hợp với mọi người khác để đạt được mục tiêu trong cuộc sống của mình. Chính họ cũng thấy bạn có đạo đức trong nghề nghiệp, bạn cam kết và quyết tâm rất là cao. Thật sự nếu ai mà có bạn, thật sự là một cái điều rất là tốt cho công việc kinh doanh cũng như làm ăn. Bởi vì đang có công việc trong tay, bạn sẵn sàng nâng cao trình độ của mình. Bạn là một cái người rất là ham thích kiến thức. Chính cái điều này thu hút họ rất là nhiều. Và chính cái người này họ cũng thấy bạn được đánh giá rất là cao bởi những người xung quanh, những nỗ lực của bạn về chất lượng, về cuộc sống, công việc. Tất cả những điều vậy, bạn rất là xứng đáng mà bạn phát huy rất là nhiều luôn. Bạn không có dậm chân tại chỗ bởi vì bạn biết mình cần gì và muốn gì trong cuộc sống này. Khoảng thời gian trước, thực sự là họ rất là yêu thương và quan tâm đến bạn. Họ thấy rằng ở bạn có một ánh sáng vô cùng tích cực. Bạn là cái người họ đủ những tiêu chuẩn mà họ đang tìm kiếm. Tức là một mối quan hệ cam kết có thể diễn ra khi xưa, nếu như không có một số gì đó trục trặc xảy ra trong mối quan hệ của cả hai. Mình không biết là trục trặc gì, thì lá bài thứ hai nó sẽ đến nói điều này. Thực sự, lúc họ đến với bạn là một cái tình cảm chân sơ, yêu thương và quan tâm đến bạn là có nha các bạn. Đây là một cái điều hoàn toàn có, bởi vì bạn là một người xứng đáng để bước vào cuộc đời họ, trở thành một mối quan hệ cam kết lâu dài, trở thành một cái gia đình hạnh phúc thực sự. Bởi người này tìm kiếm bạn chính là cái mẫu người mà họ yêu thích và muốn có được. Và có dấu hiệu rằng bởi vì bạn là một cái người hội đủ những cái điều mà như vậy á, nó sẽ cho thấy là bạn rất thuận lợi. Nhưng mà qua đó nó cũng đang có một gì đó mong bạn phải tập trung vào việc yêu của mình. Chính cái tự hào của bạn có thể làm bạn mất đến cái điều này. Có thể bạn sẽ không hoàn thành cái nhiệm vụ trong tình yêu đối với người yêu của bạn. Lá bài số 2 sẽ là lá bài nói lên cái việc mà là khiến cho bạn và người này rời xa. Chính là có một người trong hai bạn đang ở trong thời kỳ bế tắc về cảm xúc của chính mình. Bởi vì có một người nào đó ngồi một mình với tư thế là tự kỷ gì đó, tách biệt với mọi người xung quanh luôn. Và người này không nhận ra được là những cánh tay đang trao chiếc cốc cho mình mà ngay trước mặt. Bởi vì họ quá buồn để tâm những vấn đề xung quanh, một cái vấn đề thờ ơ với cuộc sống này đang diễn ra. Một dấu hiệu của sự lãnh đạm thờ ơ. Bởi vì chính cái người này hoặc bạn không nhận cái niềm vui nào trong cuộc sống. Và nó chỉ ra rằng một trong hai bạn đang bị bế tắc về khía cạnh cảm xúc và không có thứ gì thu hút được về cả về trí óc lẫn trái tim hết á. Và ở một số người, có một người là trở nên quá mù quáng trong tình cảm mà quên đi, mất đi cái vẻ đẹp và cũng như là cái bản thân của mình. Để từ đó cái sự mù quáng mà ghen tuông vậy á, nó cứ kéo dài hoài, phá hỏng đi cái niềm hạnh phúc của cả hai. Hình ảnh ba chiếc cốc chính là sự thể hiện về cái trải nghiệm quá khứ đau buồn, tổn thương
và cái sự chia ly và cái sự tổn thương mà khiến cho khi bạn bước vào mối quan hệ này, bạn đã cảm thấy những cái gì đó nó không có ổn. Bạn lúc nào cũng muốn giữ cái người này, do đó bạn bị cái trải nghiệm của quá khứ mình cuốn chặt lấy bạn và bạn áp dụng lên cái người yêu của mình. Từ đó những cái thái độ bạn quan tâm quá mức, mù quáng quá mức và cứ tấn công họ hàng ngày vậy á, những cái gì đó bạn không đem lên sự thoải mái, tất cả các bạn đều sự xi xác từ những hành động nhỏ nhất khiến cho tình cảm của bạn phá hỏng hồi nào không hay luôn. Chính vì bởi những cái tổn thương trong quá khứ, mình không biết là ở bạn hay là người đó cái năng lượng này là năng lượng cả hai nha các bạn, nó trải nghiệm không vui vậy về cái hạnh phúc á, mà một trong hai các bạn đang cố tìm kiếm lại cái giá trị thật trong cuộc sống, trong tình yêu của cả hai. Nó dẫn đến những cái cơ hội mới không thấy được, mà các bạn cũng mang cảm xúc là bởi vì mình không có tin tưởng vào tình yêu, mình cứ sợ cái người này sẽ bỏ mình ra đi. Do đó các bạn cứ bị chai lì cảm xúc, thờ ơ một cái gì đó nó rất là nặng nề trong mối quan hệ của cả hai bạn, khiến cho cảm xúc mãnh liệt khi xưa không còn nữa. Và cả bạn và họ cảm thấy là không có muốn gì trong tình cảm của cả hai, bởi vì hai rơi vào cái lỗ trũng của tình cảm. Đó tức là cái sự chán nản đã diễn ra trong ngày qua ngày giữa hai bạn rất là nhiều luôn á. Và nếu như lúc đó mà các bạn biết tìm cách cải thiện này, cũng như là giữ vững sự tốt đẹp trong tình cảm, thì là các bạn có tiệc niềm vui trong hạnh phúc của mình rồi. Bởi vì bạn có thể cảm thấy là không hạnh phúc trong mối quan hệ đó, nhưng mà bạn không có tìm cái cơ hội mới để thay đổi mình, thay đổi bản thân và thay đổi cái mối quan hệ của cả hai, dẫn đến cái hai bạn chia tay là điều hiển nhiên rồi. Tại thời điểm đó, nếu như bạn chủ động tìm hiểu và xác minh cái nguồn gốc của sự lo lắng và cảm xúc tiêu cực đến từ đâu, và chịu ngồi xuống để giao tiếp, nói với cái tinh thần là bao dung và tinh thần là không có đả kích, với tinh thần là yêu thương thực sự, thì lúc đó mọi chuyện nó thực sự đưa ra những cái sáng hơn cho cả hai rồi. Chứ không phải là bạn đối phó những khó khăn, bạn tránh lệ thuộc quá nhiều về cảm xúc của chính mình. Từ đó các bạn không có tự chủ trong cái việc mình đưa ra quyết định là hướng tốt nhất cho tình cảm của bạn và họ như thế nào. Và trải bài cũng nói á, trong cái thời điểm mà chia tay á, cho thấy là bạn đang bị lâm vào tình trạng bế tắc. Những gì á, bạn thấy là họ muốn ra đi thì bạn mặc kệ cho họ ra đi luôn. Nhưng mà lúc họ ra đi một thời gian, bạn cảm thấy bạn đau khổ. Bạn thấy là cái người này là mình rất là cần, tại sao họ đi mình vậy đó. Bởi vì bạn không nhìn thấy cái tốt ở người này. Các bạn ơi, mình hãy luôn luôn nhìn vào cái điểm tích cực của họ, bởi vì không ai hoàn hảo hết. Nếu như các bạn cứ chăm chăm nhìn vào cái tiêu cực của người khác, thì những cái tiêu cực nó càng ngày nó càng lớn hơn các bạn. Nhưng ngược lại, nếu như các bạn biết nhìn vào cái điểm tích cực của người đó, thì tất nhiên cái tích cực đó sẽ nhân lên rất là nhiều. Tiêu cực nó sẽ từ từ biến mất và sẽ không còn luôn. Bởi vì bạn nghĩ rằng bản thân mình có khó để yêu ai được vào thời điểm đó. Các bạn cân nhắc cả cái suy nghĩ này đi. Tại sao bạn không cho mình một cơ hội để bạn có thể đưa đến với người này và tận hưởng tình cảm với người bạn yêu chứ? Và mình nói thật á, nếu như có một quan hệ nào mới đến với bạn và bạn cũng sẽ y cái vòng lặp như vậy luôn, nếu bạn cứ không biết thay đổi bản thân của chính mình. Bởi vì sao? Bởi vì bạn không biết trân trọng với tình yêu, bạn luôn luôn nhìn vào điểm tiêu cực của người khác, thì làm sao bạn cho phép mình yêu mình được? Bản thân bạn còn lơ là cái người yêu thì chắc chắn sẽ ít quan tâm tình cảm cho nhau, tình cảm sẽ lạnh nhạt là điều hiển nhiên thôi các bạn. Thì lá bài cũng có một cái thông điệp là khuyên các bạn cần ý thức được là mình rất là may mắn khi có người yêu thương và quan tâm mình. Hãy tìm lại cảm xúc ban đầu khi hai người bước vào mối quan hệ như thế nào. Đối phương sẽ dễ rất là bị tổn thương nếu như bạn để cho tình trạng này kéo dài quá lâu. Bởi vì chính cái sự nghi ngờ về tình yêu của bạn sẽ viết chết cái tình cảm mà bạn không hay. Đừng vì sự vô tâm thờ ơ của chính mình mà làm tổn thương đến họ. Hãy cho cái người đó một câu trả lời rõ ràng về tình cảm của bạn dành cho họ, chứ không giấu giếm được các bạn. Hy vọng là các bạn không có mang tâm lý nạn nhân trong tất cả mối quan hệ tiếp theo. Bởi vì cái người cũ họ làm khổ bạn, làm tổn thương bạn, thì không phải bạn đem nguyên cái tâm lý đó bạn áp dụng vào người mới thì tội nghiệp người ta lắm các bạn. Tình yêu là gì? Tình yêu sẽ có được nếu như bạn biết sửa đổi bản thân của mình, thấy được những bài học, những cái mối tình khi xưa. Để tránh vòng lặp thì bắt buộc bạn phải thay đổi bản thân của mình. Mình thay đổi bản thân mình thì thế giới xung quanh nó mới thay đổi được. Và bạn thay đổi thực sự khác với bạn của ngày xưa thì cái người khác sẽ không làm khổ bạn như xưa. Và lá bài số 3 là cái lá bài
họ đang nghĩ gì, các bạn ở hiện tại thì các bạn có lá bài ánh mặt trời ngược. Là cái lá bài này thể hiện ra họ thấy bạn là cái sự buồn bã và chán nản và bi quan. Họ thấy là bạn bị cảm thấy là cuộc sống của bạn nó bị tiêu cực, ảnh hưởng đến cách nhìn của bạn trong cuộc sống này quá nhiều. Và hình như các bạn chọn tụ bài này, các bạn còn bị tổn thương về chuyện cũ rất là nhiều. Cho đó nó biểu hiện là người này thấy bạn thiếu sự nhiệt tình trong cuộc sống, bởi vì bạn không còn con đường đúng đắn để đi, hoặc không nhìn thấy con đường phía trước bởi vì tình cảm nó đổ vỡ. Các bạn không nên suy nghĩ tiêu cực như các bạn, bởi vì cái điều này sẽ khiến cho bạn không còn và hạnh phúc và vui vẻ với xung quanh nữa. Bởi vì bạn biết không, cái khả năng thay đổi cái điều đơn giản nhất là cho phép bản thân mình cởi mở với những điều tích cực đang đến với chính bạn, bằng cách là mình tìm thấy lòng biết ơn đối với những điều tốt đẹp trong cuộc sống này, chứ không phải là chúng ta sống trong tâm lý nạn nhân để cho cái sự dằn vặt đau khổ về tình cảm nó giết chết các bạn. Điều này nó không có tốt, bởi vì bạn biết không, cuộc sống của bạn nó còn có gia đình, bạn bè và công việc. Bạn là một cái người năng lượng rất cao, bạn tài giỏi. Tại sao bạn để cho cái năng lượng tiêu cực của tình cảm nó vùi dập bạn? Không có nên các bạn. Bạn lấy lại cái sự tự tin, cái sự nhiệt tình của mình đi. Bạn có mà lúc trước bạn rất là mạnh mẽ về cái điều này. Chứ không có thấy là bởi vì cái đối phương lạnh nhạt bạn khiến cho một cái số tia lửa và niềm đam mê biến mất khỏi bạn. Nó một cái dấu hiệu là bởi vì cái mối quan hệ đang gần tới tan vỡ, bởi vì cái đám cưới có thể hủy bỏ. Nhưng mà bạn ơi, bạn phải cảm thấy cái sự khó khăn này chính là cái động lực để bạn phát triển, chứ không phải là cái mà nó đẩy bạn xuống vực sâu. Bạn phải nên tâm niệm cái điều này cho mình. Hãy chỉ cần quay lại nhìn lại một chút, tập trung lại những cái gì bạn có khi xưa. Hãy để cái tôi được sống lại, hãy cứ là sống là chính mình. Cái tiềm năng khi có bạn trước kia, họ đến với bạn vì điều gì thì bạn lấy lại cái năng lượng đó để bạn phát huy hơn. Và họ chia tay bạn điều gì thì bạn dẹp bỏ cái năng lượng vào một bên, mình thay đổi bản thân mình để mình tiến tới một mối quan hệ thực sự tốt đẹp sau này dành cho các bạn. Điệp của lá bài nó cũng đẹp lắm các bạn. Nếu như các bạn là cái nạn nhân của sự dối trá và lừa dối, thì chính cái ánh sáng của mặt trời này nó sẽ đưa cái sự lừa dối để tiết lộ cái sự thật và thủ phạm của những lừa dối đó và xuất hiện. Đây là một cái điều rất là may mắn, và bạn hãy lấy lại cái sự tích cực, lạc quan, tự do, vui vẻ của mình khi xưa. Mọi thứ sẽ diễn ra tốt đẹp với bạn khi mà bạn lấy được cái nhiệt huyết của mình vào cuộc sống. Bạn phải lấy lại cái năng lượng để cho mọi người thu hút bạn, bởi vì chính bạn là cái sự rung cảm của hạnh phúc và năng lượng tích cực. Bạn đã bị bỏ đi quá lâu rồi bởi vì những cái đau buồn, tổn thương và tình cảm của bạn khi xưa. Mình hy vọng là bạn sẽ tìm lại cái ánh sáng của mình. Hãy tiếp tục đem lại niềm vui cho mọi người. Hãy tiếp tục là cái người gắn kết với mọi người. Bạn sẽ vô tư, giải phóng và tự tin nhất có thể. Hy vọng là tình cảm sẽ đến với bạn, bởi vì bạn tượng trưng cho sự cao quý và sức mạnh. Bất kể các bạn phải đối mặt với thử thách nào, đừng để một cái tình cảm tổn thương nó chỉ là một giai đoạn trong cuộc sống của chúng ta mà thôi. Hãy trở thành và chấp nhận sự thật, và chấp nhận để trở nên một cuộc sống tích cực nhất bạn có thể có được sau này. Sau đây là thông điệp mà họ muốn gửi đến bạn là gì. Cả hai chúng ta đều biết là họ không phải là dành cho bạn. Và lá bài thứ hai sẽ là gì? Họ biết những cái gì họ đang làm. Và tiếp theo nữa là gì? Họ đã từng yêu bạn rất là nhiều. Nếu bạn biết trở lại con người mình khi xưa, đây là lúc bạn phải thay đổi bản thân mình ngay lập tức nha các bạn. Xin kết nối năng lượng với các bạn đã chọn cái vỏ sò màu hồng. Các bạn có lá bài The Magician, nhà ảo thuật. Kế tiếp nữa là các bạn có lá bài Bảy Kiếm, Seven of Swords. Và lá bài cuối cùng nữa là các bạn có lá bài Two of Cups, hai ly. Một trải bài đẹp nha các bạn. Thấy lá bài cuối hai ly là đẹp đó nha. Lá bài đầu tiên là lá bài The Magician. Lá bài nói điều cái khiến mà cho hai bạn đến với nhau là gì. Và bản thân của họ thấy ở nơi bạn là một cái người rất tin vào bản thân của chính mình, rất sẵn sàng liều lĩnh với bảo vệ cái niềm tin của mình. Bạn là một cái người rất là tự tin ha, bởi vì bạn biết rõ những gì bạn làm và tại sao bạn làm cái điều đó. Bạn không bao giờ lưỡng lự và hiểu chính xác là bạn muốn gì trong cuộc sống của mình. Đương nhiên cái việc tập trung này hướng vào cái quyết tâm duy nhất. Do đó cái nguồn năng lượng này khiến cho bạn là bị tự tin thái quá, dẫn đến là những cái biểu tượng về sức mạnh của bạn
bạn nghĩ là mình rất là giỏi rồi, bởi bản thân cảm thấy là mình có quyền lực rất là nhiều. Do đó bạn muốn những cái hành động của mình phải thực sự là cái gì đó chính xác, bạn muốn gì và bạn sẽ cam kết đạt nó cho bằng được. Bởi đây là một cái tính háo thắng có sẵn trong người các bạn. Cái người này thấy bạn là giống như một cái người rất là chuyên nghiệp. Bạn rất là truyền cảm, rất là cao, bạn ăn nói rất là giỏi luôn. Bạn điêu luyện trong cái công việc của bạn và biết bạn cần gì, làm gì. Bạn có một khả năng to lớn bởi vì bạn được một cái năng lượng của vũ trụ nó trao cho bạn. Bạn sẽ đạt được tất cả những bạn muốn trong cuộc sống này luôn. Nhưng đôi khi chính cái khả năng này là một cái khả năng thao túng tâm lý của người khác. Có một số bạn thể hiện sự láo lĩnh và một cái gì đó mình hơi vượt trội hơn người yêu mình rất là nhiều. Bởi vì bạn mang đi một cái sự khôn khéo nè, rồi thích ứng rất nhiều trong cuộc sống luôn. Do đó bạn biết được mình là một cái đối tượng rất hoàn hảo trong tình yêu và hiểu rõ cái khả năng của mình như thế nào. Bạn thực hiện một cách rất là nhường nhịn. Bạn biết làm sao để cho cái người này gần bạn, làm sao để hấp dẫn nhau, thấu hiểu và thông cảm chính cái suy nghĩ của người yêu các bạn. Bạn thấy là mình có thể hoàn toàn làm mê đắm đối phương của mình. Tuy nhiên, bởi vì chính cái tôi khá cao của các bạn, đôi khi cái chuyện tình cảm của bạn không phải là câu chuyện thắng và thua. Nhưng bởi vì bạn là một người khôn khéo, do đó mọi việc nằm trong tầm kiểm soát của chính bạn. Mà chính cái điều này, cái sự kiểm soát và thao túng tâm lý, nó là điều giết chết đi tình yêu của các bạn. Và lá bài thứ hai, nó nói lên cái vấn đề lý do tại sao bạn và người này không đến được với nhau và chia tay trong đau khổ là gì. Và các bạn biết không, trong cái thời điểm mà họ đến với các bạn, bạn rất là sáng chói, bạn hơn họ về tất cả mọi thứ luôn. Bởi vì bạn là một cái thế giới rất là rộng lớn, họ thấy là nhìn bạn nó như một cái gì ánh sáng mặt trời. Bạn tự tin, những dự tính của bạn tất cả đều tích cực hết cuộc sống của bạn. Bởi vì đây là một cái thời điểm mà bạn rất là ghê gớm luôn á. Cái kiểu như là thành công về mọi mặt đó, mà lại biết thông cảm chăm sóc người khác nữa. Một kiểu hoàn hảo nhất, nhưng mà đặc biệt cái tôi của bạn quá cao. Và sau đây chúng ta sẽ tìm hiểu nha, lý do tại sao bạn đến cái cuộc tình này mà thất bại là gì. Lá bài bài kiếm xuất hiện này dấu hiệu cho thấy cái một là bạn hay người đó muốn trở thành một cái người đơn độc trong cuộc sống này. Và có thể là bạn hoặc là họ cảm thấy là mình muốn có cuộc sống một mình sẽ hiệu quả hơn và thoải mái hơn nếu như tự mình tận thân vận động. Thực sự là các bạn không có sự muốn gắn kết với nhau nữa. Về cái mặt tư tưởng khác nhau có thể gây ra cái điều rất rối cho hạnh phúc của cả hai, khiến cho bạn không thể hạnh phúc và phát triển lâu dài nếu như cả hai không có sự hợp tác và niềm tin ở nhau. Và một trong hai bạn có khuynh hướng là muốn hoạt động một mình, nhưng mình hy vọng cái việc tách biệt này sẽ thực sự hiệu quả đối với bạn hoặc là họ. Nhưng có một số người họ đang muốn trốn chạy cái điều gì đó, những cam kết, những trách nhiệm hoặc tình cảm. Có thể là họ đang chần chừ rất nhiều các bạn, bởi vì cái vấn đề xảy ra là họ không muốn giải quyết chúng. Họ chọn cái việc đối mặt là việc bỏ trốn, chứ không phải là chọn cái việc đối mặt là đối mặt để giải quyết vấn đề, cũng như họ muốn giao tiếp để có thể là giải quyết được vấn đề tồi tệ mà cả hai đang diễn ra là gì. Chính cái bản thân này khiến cho cái sự chạy trốn này chính là cái điều tồi tệ nhất để cho bạn và người đó thực sự là đổ vỡ trong tình cảm của cả hai. Mà có thể là một số bạn bị mất danh dự, có một cái gì đó rất là sai lầm mà chính cái người này giấu kín mà không muốn được đưa ra ngoài ánh sáng. Có thể những cái sai lầm này nhỏ thôi các bạn, nhưng mà nó khiến cho họ cảm thấy là mình không được suy xét cũng như không được quan tâm chăm sóc. Việc mất danh dự đang gặm nhấm niềm vui trong tình cảm của cả hai và lòng tự trọng của họ. Có thể là cái sự tự cao các bạn khiến cho họ cảm thấy họ bị tự ái. Và cái, bạn biết không, trong tình cảm mà nếu như bạn lấn lướt người yêu mình quá, nếu như bạn là nữ nó càng chết dữ nữa. Thí dụ bạn là nam thì một điều nó dễ rồi, họ sẽ rất là tôn trọng bạn. Nhưng bạn là nữ, bạn mang năng lượng nữ mà bạn được một cái cảm giác tự cao, tự đại về bản thân của mình, tất nhiên cái người bên cạnh mình họ sẽ bị tự kỷ, bị tự ái là điều đương nhiên. Bởi vì đàn ông họ không chấp nhận cái người phụ nữ giỏi hơn mình, cái điều này là chắc chắn.
họ là cái phái mạnh, họ muốn chứng tỏ bản lĩnh của bản thân mình. Nếu trong một quan hệ họ không có sự bản lĩnh là họ sẽ tự rời đi, họ không có sự tôn trọng, họ sẽ sẵn sàng rời đi. Họ không có sự mà tôn trọng, yêu quý, yêu thương thật sự, lúc nào mà bạn cũng ra vẻ là bạn dạy cho này, dạy kia, chắc chắn cái người đàn ông đó sẽ bỏ ra đi là điều chắc chắn luôn. Cái điều là mình khỏi cần biết là bạn có cãi nhau hay không, chỉ cần có năng lượng là không tôn trọng, năng lượng bạn trên cơn người yêu bạn, chắc chắn tình yêu đổ vỡ liền, nhất là bạn ở năng lượng nữ. Và có dấu hiệu năng lượng của người thứ ba phá hoại cuộc mối quan hệ của bạn rất là nhiều. Đây là một lá bài đại diện cho một cái kẻ thù giả danh bạn bè đang khuấy động tình cảm của hai bạn. Nếu như cái kiểu hành động này bởi vì do hai bạn không có thành thật về cảm xúc của chính mình và một trong hai đang cố gắng thao túng tâm lý của người kia hơn là trung thực hoặc thẳng thắn muốn nói những cái điều mà họ muốn nói. Do đó, cái người thứ ba sẵn sàng lừa dối cũng như lôi kéo cái người yêu của bạn. Chắc chắn tình cảm sẽ bị vụn vỡ nếu như hai bạn không có niềm tin với nhau rồi mà gặp thêm người thứ ba họ nói ra nói vô nữa thì làm sao tình cảm bạn bền vững được. Đây là cái điều mình rất buồn, bởi vì các bạn đang chơi một cái trò chơi tình ái, mà cái trò chơi này bạn không có hiểu được là mình muốn gì và cần gì. Nếu như bạn biết được ở giai đoạn đó bạn tạo dựng được cái niềm tin ở người đó, bạn thực sự là chỉ cần từ bỏ cái hành động thao túng tâm lý, hãy cho phép mình đừng bao giờ làm tổn thương người khác, là chắc chắn là tình cảm của bạn đã bền vững tới bây giờ rồi. Và ở một trong hai số bạn là đang muốn có một người yêu hoàn hảo. Bởi vì tại làm gì có chuyện người yêu hoàn hảo ở đây các bạn. Không có ai trong chúng ta hoàn hảo để mà đi tìm kiếm một người yêu hoàn hảo hết trơn á. Bởi vì cả hai chúng ta phải đến với nhau về cái mặt tích cực và tiêu cực. Cái mặt tích cực là chúng ta phát huy để cho lớn hơn. Cái mặt tiêu cực là chúng ta cùng nhau sửa, chúng ta cùng dẹp bỏ đó. Và điều quan trọng nhất là hai bạn có thể giao tiếp, trò chuyện với nhau được. Trò chuyện với tinh thần thấu hiểu và không có bao giờ làm tổn thương nhau. Bao dung, yêu thương đặt lên hàng đầu. Khi mà mình nói ra cái điều gì đó, mình phải biết là cái đối phương nó muốn tốt cho mình. Chứ không phải là khi mình nói điều đó và vì đối phương nghĩ là mình phán xét hay làm cái gì đó, họ là không có được. Hãy mang cái năng lượng yêu thương nhiều nhất, cái năng lượng bao dung, bao trùm khắp tình cảm của hai bạn. Nhất định là bạn không có chia tay đâu. Cái điều này là mình nghĩ là một trong hai bạn đã mắc sai lầm về cái vấn đề này. Các bạn có biết cái năng lượng cái bài đầu tiên The Magician nó quy vi dữ đúng không? Chứng tỏ bạn một cái người rất là khéo léo trong tình cảm, bạn khéo léo về tất cả mọi chuyện luôn. Nhưng mà do bạn bị cái tôi của mình nó làm mình tổn thương rất là nhiều cái người yêu của mình không biết. Thì lá bài số 3 này nó sẽ nói lên cái điều mà cái mối quan hệ sẽ đi về đâu và họ đang nghĩ gì với bạn ở hiện tại. Mình nói là mình rất vui khi lá bài mà Hailey này xuất hiện. Chứng tỏ là có sự tương trợ, hỗ trợ lẫn nhau giữa hai người. Đó là cái khởi đầu cho chuyện yêu đương. Đây là một cái sự thôi thúc cái giới tính của hai bạn đến với nhau rất là nhiều. Một bàn tay của người nam chạm vào một bàn tay của năng lượng nữ. Tính nam thể hiện chủ động cho đi. Tính nữ thể hiện sự thụ nhận và hấp thụ. Một cái hình ảnh rất là đẹp. Bởi vì đây là cái điều gì đó mình thấy là cái tình yêu nó thể hiện rõ ràng vào cái hình ảnh của lá bài lắm các bạn. Đây là cái thời điểm mà họ thấy được là cái mục tiêu của cả hai đã hòa hợp vào nhau. Điều cân bằng sự khác biệt giữa hai người. Nếu như bạn và họ biết cân bằng cái sự khác biệt, chấp nhận khác biệt ở cả nhau. Các bạn biết không, cái sự khác biệt rất là quan trọng. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta đến từ hai cái gia đình khác nhau. Chúng ta đến từ hai cái địa phương khác nhau. Chúng ta được giáo dục từ cái hai cái nền giáo dục khác hẳn nhau luôn. Khác trường mà, khác lớp mà, thì làm sao mà giống nhau được. Do đó các việc mà bạn cân bằng sự khác biệt và chấp nhận cái người khác là điều quan trọng nhất. Và các bạn biết chú ý tạo sự hài hòa về lợi ích thì tất nhiên tình yêu sẽ vươn tới cái mục đích chung chứ không phải là riêng cho tất cả các bạn. Khi mà bạn dẹp bỏ cái tôi mình qua một bên, bạn biết tình yêu là cái sức mạnh để cho bạn thực hiện cái mọi việc trong cuộc sống này thì mọi chuyện nó khác rồi. Hãy dẹp bỏ cái tôi, hãy dùng giá trị chung, hãy đem cái sự thoải mái yêu thương, hãy đem cái sự bao dung và chăm sóc, hãy trân trọng biết ơn cái tình cảm này thì bạn sẽ được cái tình yêu thực sự đến với bạn một không khó đâu các bạn. Mình thấy là hình như cái mối quan hệ trở lại của bạn với người này rất cao, bởi vì lá bài Hailey cho thấy là những cái mâu thuẫn đã được giải quyết.
Bởi vì cả hai bạn đang đã trong quá trình phát triển bản thân, biết phát huy những cái điểm tốt của mình, những cái tương đồng của mình, biết cách khắc phục và cũng như dẹp bỏ cái tiêu cực khiến cho tình cảm của hai bạn đã bị đánh mất khi xưa. Đây là cái thời điểm để cho cái niềm tin về tình yêu lâu dài, cho mối quan hệ của hai người lên một phần rất là cao. Và có thể bạn cảm thấy là bạn đang có bị chần chừ liệu cái người đó có trở lại bạn hay không, thì khuyên các bạn là hãy nên cho bản thân mình thoải mái hơn. Bạn hãy phát triển bản thân của mình đi, hãy dẹp bỏ những cái tiêu cực của chính mình, thì từ đó bạn sẽ có câu trả lời rất là sớm. Bởi vì trong một cái tương lai rất là gần, chuyện tình cảm của hai bạn sẽ có một kết nối rất mật thiết về tâm hồn cũng như cảm xúc. Đây là kiểu mối quan hệ không phải nóng vội, mà kiểu mối quan hệ sẽ chậm rãi cảm nhận về tình yêu tuyệt đẹp này. Bởi vì hai bạn đã phát triển bản thân của mình rồi, hai bạn thực sự thấy là mình thực sự nghiêm túc trong mối quan hệ này. Mình rất là vui bởi vì cái tình yêu hiện tại giữa bạn và cái người này sẽ là tình yêu đích thực. Hy vọng là hai bạn sẽ có sự liên kết sâu sắc. Trong trường hợp cả hai mà có tranh cãi, đây là cái lúc bạn nên thể hiện sự khoan dung. Mình hy vọng cái người đó cũng khoan dung và sớm tìm đến bạn. Bởi vì cái năng lượng cái người nam là cái người sẽ thể hiện trước. Bạn hãy thụ nhận nếu bạn mang lại năng lượng nữ. Xin chúc các bạn may mắn trong tình cảm của cả hai ha. Ơi, mình nói có trải bài năng lượng quay trở lại nó mạnh mẽ kinh khủng khiếp luôn. Cái thông điệp của họ là gì? Họ muốn, họ có cảm giác như cũ thời gian ở bên bạn khi trước. Và cái điều là họ không muốn làm bạn nữa, họ muốn họ chọn cái gì đó hơn tình bạn rất là nhiều. Lá bài thứ ba nữa là họ nghĩ là khi mà họ ở cạnh bạn, cái niềm đam mê say đắm rất là nhiều. Bởi vì bạn mang một cái năng lượng của Magician, nó là bạn biết cách yêu lắm, bạn yêu kinh khủng lắm. Bạn đem cái năng lượng họ rất là cao luôn. Một cái trải bài rất là đẹp. Mình yêu cái trải bài này quá các bạn ơi. Và mình tiết lộ với các bạn, chính mình là cái người chọn lựa cái tổ bài này, mình cũng vui lắm nha. Bởi vì năng lượng rất là tốt. Xin cảm ơn các bạn đã xem trải bài.